iPhone 102 Pro và một đống máy cài luôn các bạn ơi. Không nhiều máy cài lắm. Đây có chiếc máy cài này là quắc, mình không biết chiếc này gì luôn các bạn. Đó. Động cơ thì 4G 33 thì mình cũng không biết luôn anh em. Một số anh em nó bích tông 95. Con này 2600 dòng chính phút. 102 ngựa nha anh em. Xích này cũng như xích 95 vậy đó. 56 năm tắc cử. Hàm thì mình điếm hình như là 16 mỏ hay gì anh em ơi. Nghe nói 2 mét cử của bị hai cắt 2m3, 2m2 gì đó. Thì có một số công ty ở trên mình có quay một số công ty thì có cấp thông tin như có bình luận dưới comment đó là thông tin của máy này cho mình. Thì rất là mau luôn anh em ơi. Tốc độ thì 93 không có tuổi nào, con này cũng chưa có ai đối thủ nữa đâu. Nếu mà vàng mà mới ra mà máy mới chưa có gì mà gọi là binh bọng vậy là chưa có con nào đối thủ con này đâu anh em. Chuyển việc lắm. Tốc độ hàm này biên độ hàm này là một số không số nó là 2,5 m cái hàm anh em. Nhưng mà biên độ cắt thì chỉ có 2,25 m thôi. Chỉ được 2m3 đó, đó. Đó là một những cái công ty mà buôn bán chiếc máy này nè, rồi cung cấp cho mình là bình luận với cái video của mình đó. Thì 4G33 Mitsubishi động cơ. Một số anh em thì chơi đồ Trung Quốc, nhưng bây giờ mình điện thoại Trung Quốc bây giờ nó cũng như điện thoại Apple, Huawei rồi đó anh em. Giờ mấy hàng đó thì nó cũng mắc tiền, cũng đâu thua ba cái Nhật ha. Thì máy này nó cũng đâu thua máy Nhật đâu. Đi xe bi cho các bạn ơi. Hỏi bánh hứng quá. Còn một số các bạn thì kêu quay bánh hứng lúa. Dạ, bữa nay quay bánh hứng lúa nè. Coi cái máy này chạy lúa này nè. Lúa xanh lè luôn. Quay cho các bạn coi bánh hứng lúa làm ly xe bi cho kìa đó rồi nó. Ghê không? Theo máy này là phải tay dân hứng là phải chuyên nghiệp các bạn ơi. Không chuyên nghiệp là nói chung là không chuyên nghiệp là thì đuối nha. Hai ông hứng này cũng quay sức mạnh là kinh người à nha. Chứ điêu luyện cũng
10 năm tình trường, 10 năm kinh nghiệm gì đó các bạn. Con máy này dân mà mới biết hứng lên đây là chịu không nổi rồi các bạn ơi. Đẩy 3 vòng cái dân xuống liền. Qua cua. Sụ này không có chiếc máy cắt à, mà máy cày nhắc rất là nhiều luôn. Bữa ngày qua mình cũng quay chiếc 60 cũng cặp ở đây các bạn ơi. Chiếc 60 mà lên đời 70 á, cũng gần gần đây nè. Bữa qua chiếc máy này không có chạy. Đó, ra nghe. Cái này hai loại nha anh em. 102 bờ gồ, 102 bờ lút. 102 bờ gồ này giá nó cho khoảng từ trừ 620 đến 630 là một số xa công ty, một số công ty á. Còn như mà 102 bờ lút nó rẻ hơn, nó khoảng 570, 560 anh em. Rồi nó hai loại. Không biết sao con kia rẻ, con này thì mình không biết á. Quá chạy không anh em, chạy ghê rồi nè. Không anh em không biết ở trong hình anh em nhìn nó chạy sao, chứ nếu mà anh em ra ngoài nhìn nó anh em chạy biết nó chạy sao. Nói chung là 93 không có tuổi nào cho nó luôn anh em, nó chấp 1.3 một ngày, 5-6 công đất phải ghe luôn con máy này. Nên nhiều không có 5-6 công công mà dư sức chấp đó anh em ơi, mà hỏi dám chơi không thôi. Con này thì cũng xài hai lứ, hai tấm lứ, bên hai tấm là 4 tấm hay gì anh em, không có dài như 9-3-6 tấm đâu, nhưng mà cắt lứ nó bự hơn quá. Gần thì rất là dài luôn. Hàm này chắc cũng trên lệch với 93 nhưng nhít hơn chút xíu chứ không có bự hơn đâu. Đây có chiếc máy kéo đang vô các bạn ơi. Máy kéo này chắc kéo ở bên máy kia quá. Đang né lúa, lạng lạng vô lúa nè. Chở cũng 3 lớp rồi nha. Né ghi hình cái cây. Thì giữ ha. Bỏ chạy nè. Cái kéo đường xa á. Rút trong đó luôn. Rồi 125 nó là xong các bạn ơi nè. Có màu. Chạy sát muốn sát gốc luôn lúa anh em biết là lúa nó chín nó xanh nè, ở đây màng lúa chúng hay quá anh em ơi. Xích con này như xích dạng như xích 95 gì đó anh em, cũng như giống 93. Con này nó xài như xích 93 mà gai con này rất là cao ha, 5 tắc gử 56 gai. Hùng hùng cái hùng nó thì 2m1 đó các bạn, hùng hành đập rồi đó, rất là dài ha, hùng đó là rất là dài luôn rồi, 1m mấy là dài lắm anh em ơi. Nếu mà hùng 2m mấy là tấm lưới mỗi tấm là gần 1 thước rồi đó các bạn. 2 tấm là 2m rồi, hồi nó 2m1. Rồi còn nó chừa cho nó ra gom vậy các bạn ơi. Vậy là lưới rất là bự ha. Giống như hàng Isuki với anh em thấy không, cái thước cắt rồi bên kia làm bờ bên kia, còn Kuta Yamaha thì làm bờ bên đây, còn này chịu mà bên kia tốt cục hơn, còn này mình cũng chưa gặp nó chạy ngẹn chạy chả sao cũng chưa biết luôn anh em ơi. Rồi tới trong nhà quẹo ra liền. Cái ben con này rất là mạnh các bạn, nó 2 tỷ á, chứ không phải như dạng Kuta Yamaha mà nó 1 tỷ, con này rất nó 2 tỷ rất là mạnh. Hơi máy con này rất là ngon anh em ơi. Hoi Mitsubishi 4G 33, mình cũng chưa gặp con máy này lần nào. Mình chỉ quay thông số con máy này thôi chứ mình cũng chưa thấy hoàn chỉnh tại gì trong kẹt anh em ơi. Tiếng Anh không à.
hợp tác liên danh, gọi là hợp tác liên danh đó các bạn ơi. Hỏi anh tài xế này, anh có giới thiệu sơ sơ về con máy này cho mình, mua quay cho anh em coi. Dàn chân con này rất là cao, cao hơn 93 luôn. Chiếc máy kéo đi heo chiếc 102 bự gò các bạn ơi. Mình vô. Rồi ba đắp.